thầm tên anh, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này, giọt sầu rơi mênh mang trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc anh ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chiêm khuất trong mơ. Nhớ về anh trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về anh, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây, nhớ về anh trong tiếc nuối trở về trong xưa. Chọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về anh. Còn gì trong thương nhớ, tóc anh ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về anh, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây, nhớ về anh trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ, trở về trong xưa. Chọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về anh. Chọn cả suốt đời em Thanh Hà xin được chào các bác yêu âm nhạc ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Thì hôm nay em xin được chia sẻ về bộ phối ghép giữa con âm ni HS1 và một em JBL Studio 210 ạ. Em Sony HS1 thì là một em DAC và nó có kiêm luôn chức năng của một con âm ni ạ. Ngoài ra thì là em ấy còn có một ổ, được trang bị một ổ cứng 500GB ở phía bên trong máy nha các bác. Em ấy thì đọc file định dạng lên đến tận DSD ạ. Và ngoài ra thì là những cái bản nhạc ở chất lượng thấp ấy thì là em ấy đọc qua một cái công nghệ của DSE đây ạ, độc quyền của Sony ạ, nâng cấp bản nhạc ở chất lượng thấp lên bản nhạc có chất lượng cao hơn ạ. Trong em bao chiều lang thang
bác có thể tham khảo trên YouTube hoặc là trên Google đấy ạ. Có rất nhiều video hay là bài viết để không phải là quảng cáo mà là có rất là nhiều bài viết về em ấy rồi ạ. Một sản phẩm rất hay và rất có giá trị để dành cho các bác nhiều số ạ, rất là tiện lợi ạ. Bình thường như là các bác chơi CD thì các bác có thường hay nghe là cái dòng Acoustic đúng không ạ? Thì các bác có tiền đúng không ạ? Thì là một cái con đầu của Acoustic CD thì được có giá thấp nhất thì cũng có giá ngoài 30 triệu rồi đúng không ạ? Mà các bác ở nhà quê các bác chơi đầu CD thì là về vấn đề gọi là tìm mua đĩa hay là tìm bài hát ấy thì nó rất là khó khăn. Thì là đối với em này thì là các bác chỉ cần một cái máy tính và các bác hơi biết một chút xíu về máy tính thôi thì là cũng có thể là tải nhạc trực tiếp từ trên máy tính vào cái con DAC này rồi ạ. Các thao tác thì là xóa và tải về thì rất là mượt ạ. Không mất nhiều thời gian đâu ạ. Một album thì chỉ mất tầm 2 phút thôi ạ. Không đến 2 phút rồi. Và ngoài ra thì là bên hãng Sony đã viết ra một cái phần mềm đó là HDD Audio đấy ạ. Thì là cho phép các bác đây ạ. Cho phép các bác sử dụng hoàn toàn các thao tác ở trên một cái con smartphone ạ. Ngày tháng đen thớt tình yêu đâu rồi. Nay tình đã xa xăm mồ khơi phương trời. Về tiếp theo đây về cặp loa này thì là được thiết kế theo kiểu là dạng lục năng ạ. Đây ạ. Mặt trên thì được phủ bóng bóng piano ạ, rất là trông rất là sang, rất là chảnh ạ. Loa được thiết kế hai đường tiếng ạ, một bass và một chest. Bass thì có đường kính khoảng 12 cm ạ. Và đằng sau là hai bên cạnh này thì là có hai nỗ thoát hơi ạ. Ở bên này ạ, hai bên này luôn ạ. Và bên này thế ạ. Về cặp loa này thì là các bác có thể chơi ở trong không gian 20mm đổ lại ạ. Cặp loa thì có công suất là từ 20 cho đến mắc công suất là 125W các bác. Và chuyển kháng của em nó là 8 ohm ạ. Đối với bản thân em đánh giá thì là cái cặp loa này thì có chất âm khá là sáng, nhẹ, chết thì rất là nhẹ và bass thì cực kỳ căng luôn ạ. Về bộ sản phẩm này ngoài cái tính năng chơi nhạc ra thì là các bác có thể là dùng như một cái đồ vật trang trí, tại vì nó rất là mà đẹp rồi, rất là bắt mắt luôn đấy ạ, rất hợp thời trang ạ. Tổng kết lại thì là với bộ sản phẩm này, một em DAC của Sony HS1 thì là có giá 17,5 triệu cho các bác, hàng mới 99% ạ, còn đầy đủ các phụ kiện cũng như là thùng xốp và cả giấy bảo hành ạ. Tiếp theo là em JBL 210 Studio thì là có giá 5,5 triệu ạ. Cũng còn đủ đầy đủ ế căng nhá. Em đánh giá mới thì tầm 98%, nếu nói 99% thì nó hơi quá, tầm 98% ạ. Và em xin được dừng video ở đây ạ. Các bác mà có nhu cầu mua sắm thì là các bác có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc là nhắn tin qua fanpage ạ. Em xin được cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ. Dù sao đi nữa, tôi cũng yêu anh. Tựa vai nhau. Thank you.
thương em, cho dẫu tháng ngày là người xuôi mưa nắng, em cũng có một người từng thương em lắm, em cũng chẳng đưa một chữ tình chẳng. Thân em chưa dứt tiếng cười, ngày làm dấu dòng tiếng phao, sương gió đã làm một hình hài xanh xao, duyên số chắc lắm. Đáng lẽ